cánh cửa giải thoát cho tất cả chúng ta. Ngay trong sự tĩnh lặng, ngay giây phút đang là này, bạn hãy quay lại nhìn chính mình, nhìn sâu vào bên trong chính mình và xem thật kỹ, trong giây phút này bạn có khổ đau gì không? Nếu bạn trọn vẹn với giây phút đang là này, rõ ràng bạn không tìm ra được dấu vết, hình bóng nỗi khổ trong bạn. Nhưng một khi tâm trí không có mặt cho giây phút đang là, không có mặt trọn vẹn cho sự tĩnh lặng, thì lập tức nó liền chạy về quá khứ và khổ đau xuất hiện. Nó chạy tới những lo lắng trong tương lai và sự bất an xuất hiện. Nhưng khi tâm trí bạn có mặt cho cái bây giờ ở đây, tâm trí bạn có mặt trọn vẹn cho cái đang là, cho sự sống đang diễn ra, thì bạn lại không thấy khổ hay bất an. Điều này có ý nghĩa gì với bạn không? Điều này có phải đã mở cho bạn một cánh cửa giải thoát khỏi nỗi khổ và bất an đúng không? Quả thật như vậy. Khi ta có thể an trú trọn vẹn và đầy tính nhận biết ngay trong thực tại hiện tiền này, chỉ làm một việc trọn vẹn nhận biết. Chỉ làm một việc trọn vẹn nhận biết này thôi, thì ta đã tự động hóa giải được biết bao vấn đề, biết bao rắc rối do tâm trí tạo ra khi nó chạy về, gặm nhấm lại những buồn đau trong quá khứ hay phóng tới tương lai, nơi đầy những nỗi lo lắng, bất an. Bạn nhớ nhé, trọn vẹn nhận biết những gì đang diễn ra nơi thân tâm cảnh trong phút giây đang là, chính là cánh cửa giải thoát cho tất cả chúng ta.